Chào mừng quý vị đã đến với Hãy chọn giá đúng, một chương trình thử thách khả năng đoán giá của bạn. Bạn sẽ là người chiến thắng nếu như là người đoán đúng hoặc thấp hơn gần nhất so với con số thật của sản phẩm này. Một chương trình mà chúng tôi từng sản xuất trên truyền hình. Nhưng ngày hôm nay, sân khấu sẽ được nhường lại cho một người phụ nữ rất thích nói chuyện về tiền. Cùng đến với Hãy định giá đúng với biên tập viên Ngọc Trinh. This is Money Talk. Xin chào bạn Huyền Lê, chào bạn Doãn Quý, chào bạn Hoàn Lịch, xin chào tất cả các bạn. Và mình cũng sẽ nhắc tên các bạn rất nhiều lần trong chương trình ngày hôm nay, trong livestream, trong show của mình tên là Money Talk, tựa đề là tự do tài chính. Tại sao lại là tự do tài chính? Bởi vì nó luôn luôn là ước mong, luôn luôn là ước vọng của rất nhiều người. Và tại sao nó lại là ước mong và ước vọng của nhiều người? Bởi vì để đạt được nó không dễ một chút nào cả, mặc dù đạt được nó cũng chỉ nằm trong tầm tay của các bạn mà thôi. Và như các bạn đã biết đấy, nhiều khi việc đưa ra quyết định là mua đắt, bán rẻ hay ngược lại, mua rẻ, bán đắt. Nhiều người hay dùng một cái khái niệm rất là xa xôi để nói về nó là định giá chẳng hạn. Nhưng mà đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng là cái công sức lao động của mình bỏ ra đang được định giá đắt hay rẻ? Đã bao giờ các bạn đặt ra câu hỏi là mã chứng khoán mình vừa mới chốt chiều ngày hôm nay là đắt hay rẻ? Hoặc nhìn xa hơn là chúng ta đang trả giá cho điều gì và điều đó có đáng hay không? Mình đang thấy hiện nay có rất nhiều người đang theo dõi livestream và mình cũng nhận được rất là nhiều các câu hỏi của các bạn. Nhưng mà mình không phải là người duy nhất đưa ra câu trả lời mà mình đã mang đến trường quay hai vị khách mời cực kỳ thú vị. Và đây sẽ là những vị khách mời đem đến cho các bạn những trải nghiệm mới về câu chuyện tiền nong. Và đặc biệt nữa là họ sẽ đem đến cho các bạn những ý tưởng cực kỳ độc đáo về việc làm sao túi khôn của các bạn có thể mở ra rộng nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem vị khách mời của chúng ta là ai nhé. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn là giám đốc hoạch định chiến lược đầu tư Dragon Capital Việt Nam, DCVFM. Anh Lê Anh Tuấn giữ vai trò chiến lược dẫn dắt khối tài sản 8 tỷ đô la Mỹ của quỹ đầu tư lâu đời và lớn nhất tại Việt Nam, DCVFM. Là người không bao giờ nói không với những ý tưởng mới, anh Tuấn là người đầu tiên trên thị trường trực tiếp huy động quỹ đầu tư vào các cơ hội IPO. Ngoài công việc tại DCVFM, anh Tuấn còn điều hành nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật của công ty với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước trong lĩnh vực chính sách vĩ mô và phát triển thị trường vốn, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường đại học Việt Nam. Lê Hàn Tuệ Lâm, giám đốc quỹ đầu tư NextChan Việt Nam, là một trong 3 người Việt góp mặt trong danh sách 300 tài năng dưới 30 tuổi trong nhiều lĩnh vực ở châu Á do Forbes lựa chọn. Tuệ Lâm cũng là một trong những giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm trẻ nhất tại Việt Nam khi phụ trách quỹ NextChan Việt Nam từ năm 26 tuổi. Trong giới khởi nghiệp, Lâm để lại ấn tượng như một bông hồng có gai, thông minh, sắc sảo và luôn nhiệt huyết chia sẻ cho cộng đồng startup. Bên cạnh tôi có một hot boy tài chính không? Hot man tài chính và đặc biệt là một bông hồng có gai. Anh Tuấn và Tuệ Lâm, rất là cảm ơn anh Tuấn và Tuệ Lâm đã tham gia chương trình của Money Talk ngày hôm nay. Câu đầu tiên rất là muốn hỏi anh Tuấn là ngày hôm nay anh đã mua rẻ được cái gì anh? Từ sáng đến giờ anh đã mua rẻ được món gì rồi? Sáng giờ có lẽ mình mua ly cà phê sáng nay rẻ nhất. Bởi vì mua ly cà phê cho một đối tác và đối tác đó có lẽ là có rất có tiềm năng hợp tác mình trong tương lai. Yeah. Còn Tuệ Lâm hôm nay em bị mua đắt cái gì? Chắc là em vào Vinmart và mua một số mặt hàng mà có lẽ là lâu nay mình không động đến. Nhưng mà mình vào mình thấy cái giá của nó có vẻ không đúng lắm. Không biết là mình có check với thị trường hay không, nhưng mình vẫn cứ, cuối cùng mình vẫn cứ nhắm mắt mình mua. Thì có lẽ là một cái thương vụ mà cảm thấy là chưa được hài lòng lắm. Đắt và rẻ thì luôn luôn là cái câu nói mà mọi người rất là quan tâm. Và thông thường thì mọi người hay có cái tâm lý là rất thích mua được cái gì đó rẻ. Mà chính vì cái tâm lý đấy nên là thường hay bị mua đắt.
Nhưng mà ngồi đây với Money Talk thì có hai vị khách mời để mà nói là cái chuyện định giá nó là thứ để mà tạo dựng được cái level làm việc của mình là một này. Nhưng cái quan trọng thứ hai nữa là định giá lại là cái điều mà bản thân anh Tuấn và Tuệ Lâm rất là quan tâm mỗi ngày trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến cái thử thách đầu tiên của chương trình. Đó chính là hashtag, money hashtag. Đại khái là thử xem là hai vị khách mời của chúng ta tham gia một trò chơi hãy định giá đúng. Giống như là anh Trần Ngọc, đồng nghiệp của tôi vừa mới nói ở đầu chương trình. Xem là anh Tuấn và Tuệ Lâm chơi trò chơi này giỏi như thế nào nhé. Nào, chúng ta đến với money hashtag. Thật ra thì trò chơi này sẽ không có ý nghĩa nếu như mà không có sự tham gia của tất cả những khán giả đang coi livestream. Hiện tại thời điểm này thì chúng ta cũng đang có chắc cả ngàn người đang theo dõi rồi. Và bây giờ thì tất cả các bạn hãy comment. Một là hãy cùng đoán với những khách mời của chúng tôi xem là cái khả năng định giá của các bạn tốt như thế nào. Và quan trọng thứ hai là nếu như mà các bạn ủng hộ vị khách mời nào thì các bạn hãy viết tên vị khách mời đó. Hy vọng rằng là cái việc comment của các bạn sẽ là một cái cầu nối để giúp cho chương trình tìm được ra những người mà thực sự muốn gặp những vị khách mời của chúng tôi, hay chúng tôi tạm gọi là guru đi, trong giới trẻ, guru trong giới đầu tư. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhé. Anh Tuấn và em đã sẵn sàng chưa? Dạ. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm một việc đầu tiên. Hashtag đầu tiên ạ. Xin mời. Wow. Vâng. Hashtag đầu tiên mà chúng tôi đưa ra. Anh chị đoán xem 1 kg cà chua ngày hôm nay có giá bao nhiêu? Anh Tuấn đoán xem 1 kg cà chua. Cà chua loại nào ạ? Cà chua loại nói chung. 80.000. 80.000. Tuệ Lâm thì sao? Thực ra em có một cái may mắn vì sáng nay em đi Vinmart. Oh. Nên là có thể là em đoán nó cần hơn, em đoán là giá tầm 60.000 một kg. 60.000 một kg. Khán giả thì có vẻ như đang ủng hộ anh Tuấn. Cảm ơn bạn Nguyễn Hải Dung nhé. Bạn đã đưa ra một cái ủng hộ anh Tuấn. Có người thì đoán 49.000, người đoán 60.000, người đoán 50.000. Và câu trả lời của chúng tôi là chính xác. Tuệ Lâm đã đúng. Và cũng báo cáo với cả hai vị khách mời cũng như là tất cả các bạn đang theo dõi livestream, đó là một tuần vừa qua thì giá cà chua đã tăng lên gấp đôi so với bình thường. Và hiện nay giá của một cân cà chua thậm chí là còn vượt cả bằng hoặc vượt cả giá của 1 kg thịt lợn. Lý do là bởi vì do khan hiếm nguồn cung. Và đấy cũng chỉ là một lý do được đưa ra thôi. Và người dân Hà Nội đang bảo với nhau là giờ thì chỉ dám ăn cà chua cho biết vị thôi. Khi mà bây giờ giá một cân cà chua đã bằng luôn 1 kg thịt lợn. Cụ thể là thịt lợn hơi. Bây giờ chúng ta sẽ sang hashtag thứ hai ạ. Hashtag này có vẻ như anh Tuấn sẽ nắm thế thượng phong nên không biết thế nào. Xin mời. 3 chữ cái hiện trên màn hình. Một cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. Thị giá của mã HPG theo như anh chị ngày hôm nay đang dừng lại con số bao nhiêu? 46.500, 46.700. Tôi xem ạ. Cái này thì ai nhanh người đấy thắng. Vâng, chính xác ạ, 46.700, tức là giảm 1,68% so với phiên ngày hôm qua. Có vẻ như anh Tuấn đang rất là chuẩn xác. Đúng là dân chơi hệ chứng khoán. Nhưng mà có vẻ như cái câu hỏi thứ 3 này sẽ là thử thách của anh Tuấn đây. Xin mời hashtag thứ 3. Đây là một chiếc quạt của thương hiệu Gucci. Cái này Tuệ Lâm chắc chắn có lợi thế không anh? Tuệ Lâm đi trước rồi Tuệ Lâm. Em thì cái này thì em cũng thôi mạnh dạn đoán thôi. Còn mình cũng không có nhiều idea lắm. Em đoán là nó rơi vào tầm 1.500 đô. Mặc dù là Tuệ Lâm cũng đang chưa đoán giá hẳn nhưng mà team của Tuệ Lâm đang ủng hộ bạn rất nhiều đấy, cũng đang áp đảo đấy. Tuệ Lâm đoán bao nhiêu tiền cái quạt này? Em vừa đoán giá là 1.500 đô ạ. 1.500 đô. Anh Tuấn thì sao? 1.850 đô. Nghe giống phiên đấu giá ghê ha. Cái vâng. Này thì có khi chương trình phải làm một phiên đấu giá nữa. Cả hai khách mời của chúng ta cũng đoán khá là sát. Đây là một chiếc quạt có giá bán lẻ là 1.050 đô la Mỹ, tương đương với 24.134.000 đồng theo tỷ giá hôm nay. Có vẻ như là Tuệ Lâm đã đoán sát hơn so với anh Tuấn. Theo Tuệ Lâm, tại sao em lại đoán được cái quạt này có mức giá này? Thực ra thì em nhìn các cái item nói chung thôi. Thì em thấy rằng cái range của các cái giá phụ kiện của cái hãng này thì nó rơi vào cái tầm từ 1.000 đến 2.000. Em lấy an toàn là 1.500. Thế này em đã sở hữu cái thứ phụ kiện nào của hãng này chưa? Chưa ạ. Chưa? Dạ.
Và bây giờ là một câu hỏi cuối cùng. Bây giờ câu hỏi đặc biệt này thì xin được hỏi cả hai khách mời là mọi người đoán ở trong cái dương này có cái gì ạ? Mọi người đoán trong cái dương có trước mặt có cái gì? Trên cái dương thì em đang thấy ghi là money, nhưng mà em nghĩ là một cái dương tiền như thế này thì cũng hơi nặng để mọi người vận chuyển, nên là em nghĩ chắc là một cái gì đó cũng nhẹ hơn. Khó quá nhở? Chị có thể... Em đoán đi, em đoán bừa đi cũng được, không sao cả. Các bạn khán giả, các bạn có bạn còn đang đoán ở trong dương này là cà chua đấy. Ô thế ạ? Cái gì mình được mang về đó, mình được mang về đó. Nếu vậy thì tốt quá. Em nghĩ chắc là một cái vật phẩm gì đó rồi. Một vật phẩm gì đó cụ thể. Anh Tuấn thì sao? Chắc mấy cuốn sách. Dương thì khá cũ, cái sách cũng khá cũ luôn đúng không ạ? Yeah, trong dương có Tuệ Lâm thì đoán là trong dương có cà chua. À sorry, trong dương có một vật phẩm gì đó, còn anh Tuấn thì đoán là trong dương có cà chua. Có không, một bạn. Sách. Dạ. Sách. Anh Tuấn là sách. Vâng, sorry, vâng. Sách. Một bạn là bạn Vũ Bão ạ, bạn Vũ Bão đoán là có 500 triệu. Có một bạn đoán là không có gì, đấy là bạn Quốc Thắng. Có một bạn Thảo Vi thì bạn ấy đi gọi là chị Tuệ Lâm Tuyệt. Ok, nhưng trong dương là không có chị Tuệ Lâm rồi. Bạn Chí Công đoán là không có gì, bạn Hồ Hương đoán là có cây thông. Bạn Hương Giang Nguyễn đoán là nhiều đồ linh tinh. Thôi, có lẽ là không để cho mọi người chờ lâu nữa, có thể ban biên tập giúp mình mở giúp cái dương này ra được không ạ? Có ai mở giúp mình cái dương? Thôi được rồi, không có ai thì thôi tôi mở. Muốn mở? Hay là anh Tuấn mở em? Vâng. Thực ra thì... Không sao. Thực ra thì sự thật không có gì. Wow. Nhưng mà... People make it complicated anh ạ. Vâng. Trong cái dương này nó có 1 tỷ đồng tiền mặt. Cái này anh em mình chia nhau về tới lắm. Cái đó thì em đang nghĩ vậy. Thực ra thì ai rồi cũng tài chính thôi. Trong cái dương này có 1 tỷ đồng tiền mặt. Và câu hỏi sẽ đặt ra cho hai vị khách mời. Các anh chị quay trái và nhìn lên màn hình. Chúng ta có 2 sản phẩm ở trên màn hình trong cái mục hashtag lần này. Một là 1 m² đất tại Thủ Thiêm vừa được công ty đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt đấu giá thành công. Và 2 là 1 chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711 của thương hiệu Tiffany & Co. collab với Patek Philippe. Theo các chị thì 1 tỷ đồng này có thể mua được cái gì trong hashtag vừa rồi? 1 m² đất hay là chiếc Nautilus 5711? Em thì biết rằng là 1 m² đất ở Thủ Thiêm vừa rồi thì có cái mức đấu giá là hơn 2 tỷ. Nên chắc chắn không phần 1 m² đất ở Thủ Thiêm rồi. Vậy thì chắc là cái còn lại thôi ạ. Cái còn lại đúng không ạ? Dạ vâng. Anh Tuấn thì sao? Vâng, cái đồng hồ ạ. Ồ, tại sao lại là cái đồng hồ? À tức là cái 1 m² đất này sẽ 1 tỷ này sẽ mua được cái đồng hồ. Vâng. Tức là câu trả lời của anh và của Tuệ Lâm là giống nhau. Giống nhau. Là 1 tỷ này sẽ mua được. Nhưng mà đất Thủ Thiêm đấu giá vừa rồi là 2 tỷ tư đúng không ạ? Yeah. Thì có lẽ 1 tỷ này vẫn mua được 1 m² đâu đó ở trong Thủ Thiêm. Chứ không phải là cái đấu giá vừa rồi. Không, cụ thể luôn anh, cụ thể luôn là đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt đấu giá thành công đấy. Tức là cụ thể luôn là cái bất động sản vừa mới được đấu giá vừa rồi. Nhưng mà chúng ta phải đợi họ trả tiền đó thì mới firm được là cái chuyện đó đã xảy ra và đúng xảy ra hay không đúng không ạ? Thực ra anh Tuấn là một người rất là cẩn trọng và chắc chắn. Nhưng mà em nghĩ là anh không cần phải đề phòng như thế với một cái show đáng yêu và relax như thế này đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là khán giả đang nói gì nhá. Cảm ơn bạn Minh Nhật nhá, đúng là chương trình đậm mùi tiền. Rồi có bạn Trần Việt Hoàng, bạn ấy nói là Quang Thái Việt Trần đến cướp dương hay không? Khó lắm bạn ơi, tại vì có một bạn Hậu Hoàng nói là 2 tỷ mua được 2 cái đồng hồ. Có một bạn nữa nói rằng là 1 m² đất. Thực ra đại đa số là mọi người đang nói rằng là mua cái đồng hồ đấy ạ. Vâng. Tức là chúng ta đang kết luận rằng chiếc đồng hồ này có giá trị thấp hơn so với 1 m² đất như phiên đấu giá đúng không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người. Thực ra thì nhiều khi cuộc sống nó chứa đựng nhiều cái sự bất ngờ. Và sự bất ngờ đấy thì thường đem lại sự thú vị trong cuộc sống. Và chắc chắn là 1 tỷ đồng này chẳng mua được cái gì cả. Bởi vì chiếc đồng hồ Nautilus collab với Tiffany & Co. này vừa mới được đấu giá với mức giá là hơn 6 triệu đô la Mỹ. Trong phiên đấu giá vừa rồi rơi vào khoảng 150 tỷ chiếc đồng hồ Nautilus 5711 của Tiffany & Co. Và tính ra 1 m² đất Thủ Thiêm mà không mắc hả? Thế nào là mắc anh? Đó là sự so sánh giữa hai vật thể đúng không ạ? Yeah. Vâng, chính thấy không? Thực ra hồi nãy giờ chúng ta loại cái đất ra thì chúng ta nghĩ cái đồng hồ. Đúng. Đúng.
Và rõ ràng là hai cái này thì có lẽ mắc hay rẻ nó phụ thuộc vào tính tương đối. Đúng. Tính tương đối. Yeah. Thật ra có một cái cách để mà Patek Philippe đã biến những sản phẩm của mình trở thành một thứ tài sản dành cho giới đầu tư, cụ thể là dành cho giới siêu giàu. Và không phải bỗng dưng mà một chiếc đồng hồ có cái giá khởi điểm chỉ có rơi vào khoảng tầm 20.000 đô la Mỹ mà bây giờ đã có thể lên đến 6 triệu đô la Mỹ. Tất nhiên nếu mà mọi người nói rằng đây là một cái sản phẩm đấu giá mà vì nó có một cái mục tiêu gì đó lớn lao hơn cho nên là giá nó tăng, nhưng mà trên thực tế thì để mà biến một sản phẩm có thể trở thành một thứ mang cái giá trị cao ấy, thì chắc chắn là định giá nó là một phần cực kỳ quan trọng. Và định giá ở đây nó không chỉ nằm ở câu chuyện giá cả mà nó còn nằm ở câu chuyện đem đến cái giá trị cho cái sản phẩm đó như thế nào. Và đó là lý do vì sao chúng ta sẽ đi về phần thứ hai có mang tên là bản đồ tự do. Bản đồ tự do là một phần mà tôi nghĩ rằng rất là thú vị để chúng ta cùng khắc họa chân dung của hai vị khách mời rất là hot và đáng yêu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem là những vị khách mời của Money Talk đã là người thú vị như thế nào và họ thông minh như thế nào để mà lựa chọn được con đường tài chính khôn ngoan nhất. Trước tiên là sẽ là những câu hỏi cực nhanh. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ai ạ? Từ Tuệ Lâm hay là từ anh Tuấn ạ? Anh nghĩ cái này phần khó để anh cho Tuệ Lâm ạ. Được, em đồng ý. Rồi. Anh Tuấn trước đúng không ạ? Anh trước cho. À vâng, 5.200 khán giả đang theo dõi. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian và anh sẽ rất tập trung để trả lời câu hỏi này nhanh nhất. Anh sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Ok. Câu đầu tiên, anh là người nhận lương hay anh được đề ra mức lương trong buổi phỏng vấn đầu tiên? Cả hai. Khởi điểm là bao nhiêu tiền? Bí mật công ty không nói được. First mà. 12 năm trước, 3.000 đô. 12 năm trước, 3.000 đô. Yeah. Câu thứ hai, ngay lúc này, ngồi yên một chỗ tại trường quay, anh đã tạo ra bao nhiêu tiền? Anh đang tạo ra bao nhiêu tiền ngay lúc này? Tôi nghĩ là nhiều đó, rất nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Có lẽ chục, 20 triệu trong tương lai. Yeah. Ba, món hời nhất anh từng mua được là gì? Tôi nghĩ là education, giáo dục. Món hời nhất? Vàng. Câu 4, tại sao khách hàng lại chọn đưa tiền cho anh đi đầu tư thay vì đưa cho đối thủ của anh? Có lẽ do cái track record, cái hiệu quả đầu tư trong quá khứ, cũng như cách tôi diễn tả những cái deal tôi có thể làm trong tương lai. Câu cuối cùng, theo anh Tuấn thì Bitcoin là giá trị thực hay là bong bóng? Một cái đồng tiền có giao dịch thật hàng tỷ đô la hàng ngày thì không thể nào nói được nó là một giao dịch ảo được. Anh có giữ chút bit nào không? Có. Cảm ơn anh. Vậy thì chân dung của anh Tuấn tôi nghĩ rằng là một người không chỉ dừng lại sự an toàn, flexible và quan trọng nhất, cực kỳ quyết đoán luôn trước các quyết định về đầu tư. Nói chung là nhìn một cái vẻ ngoài rất đẹp trai nhưng mà thực ra bên trong thì cũng khá là tài sản. Ok, bây giờ thì Tuệ Lâm, dạ. Em sẵn sàng chưa? Câu đầu tiên, Chanel hay là Zara? Zara. Câu thứ hai, tại sao Tuệ Lâm lại có thể ngồi đây ngày hôm nay? Tại vì em biết là chị Ngọc Trinh. Cảm ơn em. Câu thứ ba, lúc nào em cảm thấy em có giá nhất? Khi mà em đứng trước đám đông. Và lúc nào em cảm thấy em mất giá nhất? Khi em ở một mình với hai con mèo. Sáng nay em phát hiện để quên 5 triệu đồng trong sách từ 10 năm trước. Thế em mừng hay em tiếc? Em tiếc. Vì sao? Vì có lẽ là nếu em có 5 triệu đấy em đã làm rất nhiều việc rồi. Đúng là investor thứ thiệt. Em sẵn sàng trả tối đa bao nhiêu tiền cho một trải nghiệm mới? Nếu mà là giáo dục thì em sẽ không tiếc bao nhiêu tiền cả. Nếu mà là những trải nghiệm mà liên quan đến mua vui một chút thôi thì có lẽ là dưới một tháng lương của em. Nếu như để thay chị đúc kết chân dung của em thì em sẽ nói gì? Em là một người tập trung, vậy thôi. Anh Tuấn thấy sao? Tuấn Lâm rất tập trung và rõ ràng đoán giá chúng rất nhiều. Cảm ơn anh. Tập trung là vì bạn ấy cũng rất đẹp. Cho nên là đúng. Bạn ấy rất khiến người khác phải tập trung vào bạn ấy. Và chúng ta đã có một phần chương trình khắc họa chân dung của hai nhân vật để xem họ là nhà đầu tư như thế nào. Nhưng mà có lẽ là không thể bỏ qua được những comment của khán giả. Xin phép là cũng phải đọc một chút cái comment của khán giả để xem khán giả đang bình luận cái gì. Hiện tại thời điểm này thì toàn là anh Tuấn đẹp trai quá, rồi Tuệ Lâm xinh quá. Các bạn ơi, nhưng mà các bạn bên cạnh việc là khen ngợi khách mời của mình thì các bạn phải đặt cho họ nhiều câu hỏi xương sẩu một tí.
Phạm Hồng, anh Tuấn bên ngoài đẹp trai chắc bên trong nhiều tiền, cũng đúng. Ok, có một bạn là bạn Đặng Tố Loan, bạn ấy đang đặt ra một câu hỏi mà chương trình cũng đang đặt. Nhưng mà có lẽ là thôi em cũng phải hỏi luôn nhỉ. Vâng. Ngày hôm nay là mình có order hai khách mời của mình đặt ra câu mang đến chương trình một con số mà với họ đó là con số rất quan trọng. Và em sẽ có thể bắt đầu từ Tuệ Lâm trước đi. Em mang đến chương trình con số nào? Với em thì là số 1. Vì sao? Đơn giản thôi, khi mà em bắt đầu cái sự nghiệp đầu tư á, em luôn chọn một ngành, chọn một cái mã cổ phiếu và là mã cổ phiếu đứng số 1 trong cái ngành đó theo cái phân tích của em. Em có thấy rằng số 1 là biểu trưng của sự cô đơn không? Thực ra bây giờ chị nói thì em nghĩ là cũng đúng, nhưng mà khi mà em nói rằng em là một người tập trung á, thì cái số 1 là cái số phản ánh rất là rõ cái cách mà em đi tìm một cái đáp án cho cái câu trả lời nào đấy. Em là người phụ nữ thứ hai ngồi trên chiếc ghế khách mời của Money Talk và chị phụ nữ đầu tiên là chị Mai Thanh cũng chọn số 1. Anh Tuấn thấy sao về việc hai người phụ nữ đều chọn số 1 thì nó biểu lộ lên điều gì? Tương lai đất nước rất tốt. Đầu tiên là tương lai rất tốt. Chúng ta cần những người phụ nữ như vậy. Thế còn anh Tuấn thì sao? Anh Tuấn chọn số mấy? Anh à? Anh thì anh chọn số 8 mà nằm ngang qua là con số infinity đó. Con số vô tận. Lý do tại sao à? Có hỏi lý do tại sao đúng không ạ? Có chứ anh. Thì anh nghĩ là trong đầu tư thì nó luôn đồng hành giữa cơ hội và rủi ro. Thì cái rủi ro trong đầu tư nghĩa là gì? Rủi ro trong đầu tư là chúng ta có thể mất một phần tiền hoặc mất hết. Còn cơ hội trong đầu tư là chúng ta có thể kiếm được rất nhiều lần tiền, 100 lần, 1000 lần, infinity. Và cái cảm giác đi tìm kiếm những cơ hội đó là một cái cảm giác rất là yomos, rất là thích. Học trên này. Nhưng anh nghĩ rằng là cái việc mà mình kiếm được thì nó sẽ song hành với việc là mình chấp nhận sẽ phải mất nó. Đã bao giờ anh nghĩ chuyện là mất nó cũng infinity chưa? Mất thì không infinity. Bởi vì khi mà ví dụ như anh đưa tiền cho Tuệ Lâm đi đầu tư 1 tỷ đồng thì mất tối đa là 1 tỷ đồng. Còn nợ, nếu mà Tuệ Lâm đi vườn nợ thì đó là trách nhiệm của Tuệ Lâm đúng không? Không thể gì của anh. Đó, thì con số infinity. Yeah. Em nghĩ rằng là con số 8 của anh cũng là một con số nếu như mà để mọi người lựa chọn thì mọi người hay chọn ra con số may mắn. Nhưng mà đúng, khi mà mình đặt cái con số 8 nằm ngang thì nó không chỉ đơn thuần nằm ở may mắn nữa mà nó sẽ là con số phá vỡ tất cả những giới hạn. Kể cả về sức chịu đựng, lẫn kể cả về thử thách và kể cả về thành công. Bây giờ thì em sẽ không đợi lâu nữa. Chắc là em sẽ phải bắt đầu đọc những cái câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên của bạn Tân Cương. Bạn Tân Cương có đặt câu hỏi là Fed dự kiến sẽ có 3 đợt tăng lãi suất trong năm 2022. Định giá các tài sản như vàng, bất động sản, chứng khoán sẽ như thế nào hả anh Tuấn? Bạn hỏi một câu hỏi có lẽ là rất nhiều nhà kinh tế cũng như nhà quản lý quỹ trên thế giới đang cố gắng trả lời. Thì thật sự mà nói khi mà Fed tăng lãi suất ở mức độ nào đó mà dưới tầm 3%, có nghĩa rằng là bởi vì kinh tế phục hồi cũng như có một phần của lạm phát thì chưa chắc các kênh đầu tư sẽ có vấn đề lớn đâu. Bởi vì được hỗ trợ bởi cái vấn đề tăng trưởng về lợi nhuận cũng như kinh tế phục hồi thì cái chuyện mà cân bằng giữa tăng trưởng lợi nhuận và chi phí lãi suất tăng cao lên thì chưa chắc bên nào mạnh hơn bên nào. Và do đó cá nhân mình nghĩ là thay vì đoán thị trường lên và xuống, chúng ta hãy chọn những doanh nghiệp tốt đầu tư. Thay vì đoán thị trường lên và xuống, chúng ta hãy đầu tư thật là sớm nếu bạn còn trẻ. Cảm ơn câu hỏi của anh, câu trả lời của anh. Bạn Cẩm Tú muốn hỏi đích danh bạn Tuệ Lâm là trong thời kỳ Covid-19 thì... thì xin lỗi câu này hỏi cả ba luôn này. Trong thời kỳ Covid-19 thì anh Tuấn, chị Lâm và chị Trinh shopping những gì cho giỏ hàng của mình? Tuệ Lâm, sau Covid-19 em sẽ mua gì cho giỏ hàng của em? Sau hay là trong ạ? Bây giờ hiện tại thời điểm này. Hiện tại thì em mua rất là nhiều đồ gia dụng. Để ở nhà. Vâng, work from home. Đúng rồi, work from home. Và một phần nữa là thực ra là mình có một cái căn nhà nhỏ xinh với hai con mèo nên là mình cũng rất là hứng thú. Nhưng mà đây là câu hỏi này là trong giỏ đầu tư. À, trong giỏ đầu tư ạ. Trong giỏ đầu tư thì thực ra là cái ngành của em là đầu tư startup. Thì có lẽ là những cái startup mà cái lĩnh vực mà em sẽ đầu tư nó sẽ hướng đến những lĩnh vực mà được hưởng lợi sau dịch. Cụ thể là những ngành như là bên ngành của em sẽ gọi là EdTech, EduTech, MedTech hoặc là Payment, thanh toán. Anh Tuấn thì sao? Có lẽ là 2022 với cái tình hình kinh tế phục hồi, gói kích cầu này nọ thì cái rổ mà chúng ta nên đầu tư là phải shop rổ cổ phiếu. Thêm vào đó là cái trào lưu về crypto, riêng về Metaverse System hoặc là Gaming thì cũng có những cái giá trị rất là sexy trong tương lai. Thì có lẽ chúng ta phải nhìn cả 2-3 thị trường cùng nhau. Và có lẽ là cơ hội kiếm rất nhiều tiền trong 2023 là có rất hiện hữu. Tức là anh đã bổ sung thêm trong giỏ đầu tư của anh là đã có thêm một thứ, đó chính là những thứ liên quan đến crypto và metaverse. Vâng.
Còn thưa bạn, mình nói thật là mình thì không dám đầu tư vào thứ gì mình không hiểu, nhưng mà thứ em đầu tư lại chính là đồng hồ. Bởi vì thực ra là tất nhiên vì sao thì thôi để số sau, nhưng mà đó là cái câu trả lời của em. Bạn Thanh Hà hỏi riêng anh Tuấn, P/E có nói lên cổ phiếu đắt hay rẻ hay không? Nếu mà P/E mà mắc nói cổ phiếu mắc vào đây thì tụi Lâm chắc chắn không bao giờ đầu tư được. Thì anh đoán tụi Lâm những công ty tụi Lâm đầu tư là không có E luôn đúng không? Chính đúng xác. Không? Không có E luôn đúng không? Em phải dùng S. Dùng S đúng không? Yep. Dùng sale đúng không? Đúng. Thì có lẽ B và E là một cái phương pháp dạng đơn nhất để mà định giá cổ phiếu, nhưng mà chắc chắn là không phải là chìa khóa của thành công. Vậy thì theo anh đâu mới là chìa khóa thành công? Chìa khóa thành công là chắc chắn với các bạn là chìa khóa thành công không phải là dạng đơn, và chính cá nhân anh cũng đã trải qua mười mấy năm đầu tư vẫn tiếp tục đi tìm cái chìa khóa thành công đó. Có một bạn hỏi bạn Tuệ Lâm là bí kíp độc quyền của Tuệ Lâm để săn được một dự án tốt là ở chi tiết nào? Chắc là chính là đội ngũ sáng lập. Chính xác. Founder. Dạ. Trời ơi, quá nhiều câu hỏi mà không thể đọc hết được. Chắc là mình sẽ phải pick và chọn những cái câu hỏi nào mà... À đây, có một bạn tên là bạn Vân rất khẩn thiết. Anh chị cứu em toàn đi mua cổ phiếu penny rau dưa trà đá, em tưởng rẻ, cuối cùng đời em cũng rau dưa trà đá luôn. Em chờ nó quay đầu xe hay đứt ruột mà bán? Chờ cái cổ phiếu đấy về bờ hay là bán? Thực ra chắc không phải là một mình bạn đang gặp tình huống như vậy, mà là rất là nhiều người cũng từng hỏi em rằng là đang mua một cái cổ phiếu penny và bây giờ nó rớt hoài à, làm thế nào để gọi là chờ hay là bán luôn. Thì em bảo rằng là chúng ta có quay lại cái lý do tại sao chúng ta mua nó không? Nếu chúng ta trả lời được cái lý do tại sao chúng ta mua nó và cái lý do đó nó không còn đúng nữa, thì không có cái gì để chúng ta, không có lý do gì chúng ta phải níu kéo nữa cả. Anh Tuấn hình như cũng đã từng nói một câu là cái gì mà lỗ dài quá thì chắc chắn là sai đúng không? Vâng, bất cứ khoản đầu tư nào nếu mà bạn có lòng tin tất cả mọi thứ đều đúng theo ý bạn, nhưng mà giá không đúng ý bạn thì chắc chắn bạn có sai đâu đó. Có một bạn tên là Hồng My, bạn ấy đặt câu hỏi là với tình hình kinh tế hiện nay, dự kiến năm 2022 lạm phát sẽ còn tăng hơn so với 2021 thì nên đầu tư vào lĩnh vực gì để sinh lời ạ anh Tuấn? Thứ nhất là bạn đang đặt một câu hỏi nhưng mà bạn đã trả lời cái phần thứ nhất là bạn kêu lạm phát cao. Nếu mà Tuấn thì Tuấn là không cho chuyện đó xảy ra. Tuấn cảm thấy là Việt Nam chúng ta, cái mà chúng ta đang lo lắng nhất không phải lạm phát cao mà tăng trưởng thấp. Bạn Nguyễn Văn Hiếu hỏi là anh Tuấn nhận định như thế nào khi hệ thống KRX đưa vào sử dụng? Thực sự nếu mà hệ thống KRX mà đưa vào sử dụng năm 2022 thì chắc chắn có sự bùng nổ về thanh khoản. Đặc biệt là nếu như mà chúng ta đồng ý cho phép cái chuyện giao dịch T0, giao dịch ngay trong ngày, thì khẳng định một điều là khi mà thanh khoản bùng nổ thì nhận cổ phiếu về mặt định giá có thể lên một tầm cao mới. Chắc là bạn Nguyễn Văn Hiếu cũng đã phần nào hiểu được cái câu trả lời và của anh, nhưng mà hình như bạn Hiếu cũng hỏi thêm một câu nữa mà tôi nghĩ rất là quan trọng. Đấy là bạn đặt ra câu hỏi là anh ơi, anh nhận định như thế nào về thị trường của năm 2022? À, 22 đặc biệt là quý 1. Thực sự mình nói là hồi nãy mình có nói là 2022 cơ hội cũng rất nhiều. Chúng ta, con người chúng ta luôn luôn có vẻ là tìm kiếm những rủi ro và ít nhìn vào và tập trung vào cơ hội hơn. Mà cá nhân mình nghĩ muốn các bạn muốn giàu, các bạn không thể nào negative được, các bạn không thể nào luôn luôn bi quan được, và các bạn phải luôn luôn tìm kiếm cơ hội. Thì 2022 với cái chuyện lợi nhuận tăng trưởng đâu đó cả thị trường 25%, với cái mức PE đó, là mức PE đâu đó 12 lần, so với quá khứ 5 năm thì chúng ta đang giảm, có nghĩa là đang được discount để được giảm thấp hơn khoảng tầm 25%. Không có lý do gì chúng ta không kiếm được những cổ phiếu mà cho các bạn kiếm được một khoản lợi nhuận tương đối tốt cho 2022. Một câu hỏi rất hay của bạn Minh Hằng Phạm, mà câu này có lẽ là phải hỏi cả hai anh chị. Vâng. Em muốn làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính nhưng nó chỉ giúp em kiếm thêm tiền chứ không trực tiếp tạo ra của cải cho xã hội. Làm thế nào để sống một cuộc đời đầu tư có ý nghĩa? Tuệ Lâm. Thực ra thì có lẽ cái góc nhìn mà chúng ta đem đầu tư mà chúng ta kiếm tài chính cho chính mình là cái góc nhìn có thể là chưa đầy đủ. Bởi vì khi chúng ta mang cái dòng vốn chúng ta đầu tư vào, kể cả là chúng ta là nhà đầu tư cá nhân hay là nhà đầu tư tổ chức, đầu tư vào các công ty đã niêm yết hay là các công ty startup thôi, thì là việc là chúng ta đang trực tiếp hỗ trợ họ xây dựng chính cái business của họ, và cái lý do đó chắc chắn là nó sẽ tạo ra được nhiều cái outcome sau này. Không phải chỉ dừng lại cái việc chúng ta gain được cái sự thịnh vượng của chúng ta, nó là cái win-win game. Anh Tuấn thì sao? Mình nói cho các bạn biết điều này nha.
thị trường tài chính là một thị trường cực kỳ quan trọng. Không có thị trường tài chính, có lẽ là nền kinh tế cũng như xã hội chúng ta đi lại về thời Trung cổ cơ. Ok. Bởi vì tài chính, không có thị trường tài chính thì không có sự huy động vốn, không có một cái động lực cho cái nhà phát triển công ty họ có những cái innovative, họ có những cái phát kiến mới, để những cái phát kiến mới đó được gọi là được trở thành chuyển hóa thành tiền. Đúng. Thì khi mà không được, họ không được khích lệ làm việc đó thì chắc chắn là nền kinh tế chúng ta cũng như xã hội chúng ta có lẽ quay về lại vài trăm năm trước cơ, chứ không phải là cần hay có hay không. Do đó các bạn nào mà nghĩ tài chính không đóng góp cho xã hội, mình suggest các bạn đọc lại sách và xem lại cái chuyện là thị trường tài chính nó quan trọng như thế nào đối với xã hội. Thật ra có một câu này ngắn gọn nhưng mà em tin là nó rất là ý nghĩa, đó là dòng tiền với dòng máu. Bản chất tài chính ở đây là cái cách để chúng ta có thể quan sát cái dòng tiền nó lưu chuyển như thế nào. Và đương nhiên nếu như tài chính không quan trọng thì đúng như anh nói là cái sự phát triển của nền kinh tế chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Chính, nói chính xác. Ví dụ như hệ thống ngân hàng. Nếu mà hệ thống ngân hàng chúng ta kêu tại sao kiếm lợi nhuận được như vậy? Bởi vì nếu mà không có hệ thống ngân hàng thì chuyện gì xảy ra cho nền kinh tế? Trời ơi, thực sự với cả các bạn và cả anh Tuấn và cả Tuệ Lâm là mình đang bị ngập lụt trong tất cả những các câu hỏi và các câu hỏi quá hay. Nhưng mà chương trình thời gian có hạn. Ban biên tập hình như đang báo và trong tay nghe là có một khán giả đang muốn gọi điện để đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Mình đang kết nối điện thoại đúng không ạ? Vâng, trong cái lúc chờ đợi trong lúc chờ đợi cuộc điện thoại đó thì sẽ có một cái comment của một bạn là bạn Hoàng Mạnh Thành. Anh Tuấn ơi, cho em hỏi 2-3 năm tới đồng tiền ảo sẽ hiện hành hơn hay sẽ bị giới hạn? Mình nghĩ là sẽ có mùa đông của đồng tiền ảo. Mùa đông có nghĩa là gì? Là có thể rớt giá rất là mạnh. Và có những người chuyên gia họ sẽ nói là thấy chưa, tôi đã nói bạn rồi, bạn không tin nó rớt giá. Nhưng mà các bạn ạ, đồng tiền ảo nó sẽ là một cái asset class, nó là một cái kênh tài sản chắc chắn 10 năm, 15 năm tới sẽ rất thịnh hành. Và đối với các bạn trẻ, tôi khuyên một điều là nên tìm hiểu nó. Đừng có nghe lượng lời những chuyên gia nói là cái này nó không có giá trị thật. Đó là sai nha. Như vậy thì nếu anh coi đồng tiền ảo là mùa đông thì có lẽ những nhà đầu tư mà đầu tư vào đồng tiền ảo nên giống con đông trùng hạ thảo anh ạ. Là mùa đông á thì nó chỉ là một cái dạng nấm thôi, nhưng mà sang đến khi mà mùa xuân nó đến thì nó sẽ có thể mọc thành cái cây. Vâng. Bây giờ chúng tôi đã kết nối được với vị khán giả của chương trình ạ. Xin chào bạn. Chào chị ạ. Bạn có thể cho chương trình biết thân thế sự nghiệp của bạn không ạ? phải nói là gì? Hình như nghe giọng là rất quen. Bạn có thể cho mình biết tên của bạn được không? Xin chào anh Tuấn, chị Tuệ Lâm. Dạ. Em tên Thúy, em khán giả của chương trình, người quen của chị Trinh và anh Tuấn ngoài đời. Tuệ Lâm thì chưa được quen thôi. Yep. Hy vọng sau này. Đây là nhà đầu tư có đôi chân dài nhất Việt Nam. Wow. Thật hả chị? Xin chào Mai Phương Thúy. Em chào chị. Rất là cảm ơn em đã quan tâm và đặt câu hỏi cho chương trình. Bây giờ tất cả mọi người đang chờ đợi câu hỏi của em đây. Vâng ạ, em có câu hỏi. Trước khi em hỏi câu hỏi, cho anh hỏi câu hỏi cho em trước được không? Em cho anh ba chữ số. Ba chữ cái. Dạ vâng, anh đừng nói thế, xấu hổ, không dám đưa đâu ạ. Dạ. Em xấu hổ cái không dám đặt câu hỏi. Mai Phương Thúy xấu hổ á? Như vậy em cứ cho anh ba chữ cái được rồi, không sao. Thật ra im em lặng. Em đánh tin riêng rồi không ạ? Thúy ơi, dạ. Im lặng là vàng, còn nói ra mới là kim cương Thúy ạ. À thế ạ? Vâng, em không biết để em. Bây giờ chị đang chờ đợi câu hỏi của Thúy. Không... Vâng. Em muốn đặt câu hỏi cho anh tiến sĩ Lê Anh Tuấn là theo anh thì mình nên làm như thế nào để đối thủ luôn luôn định giá mình cao hơn năng lực thật của mình ạ? Wow, câu đó anh nghĩ đôi lúc mình nên làm đối thủ định giá mình thấp hơn năng lực của mình chứ ta.
Nếu mà đối thủ đặt mình giá định giá mình thấp hơn năng lực của mình thì lúc đó mình mới có cơ hội làm cho đối thủ ngạc nhiên. Còn nếu mà đối thủ đặt mình giá trị cao hơn năng lực thực có của mình thì không khéo đối thủ là có 10 chiêu trò sẵn sàng làm gục mình rồi. Thì anh nghĩ có lẽ là khác đó. Anh thì nghĩ cố gắng làm sao cho nó định giá mình thấp một chút, đánh giá năng lực mình thấp một chút để mình gây bất ngờ cho nó. Tức là ý anh là kiểu là ok. Anh nghĩ là anh nên cố gắng làm cho sếp anh định giá năng lực anh cao hơn cái anh năng lực thực sự của anh. Thì anh nghĩ cái đó là cái nên làm. Có bao giờ anh nghĩ rằng đến một ngày nào đó sếp anh cũng chính là đối thủ của anh không? Thực sự đối thủ và bạn bè trong thương trường nó rất gần nhau trên này. Rất gần nhau. Và cái chuyện đối thủ hay không, đôi lúc đối thủ là mình sẽ dành cho những sự tôn trọng rất là lớn mới là đặt đối thủ. Còn đối với những người mình chưa bao giờ xem họ là đối thủ thì có đó mà là vấn đề. Vâng không? Đúng không? Em thì luôn luôn định nghĩa đối thủ ở đây là gì? Là có thể là đối tác, có thể là bạn bè, có thể là bất cứ ai mà luôn luôn tạo cho mình cái cảm giác mình phải cố gắng và phấn đấu hơn nữa khi mình nhìn vào họ. Em định nghĩa như vậy là đối thủ. Rất là cảm ơn bạn Thúy với một câu trả lời vô cùng thông minh. Thực sự em thực sự là hoa hậu thông minh nhất từ trước đến nay mà chị đã từng gặp. Và chắc chắn là rồi đến một ngày nào đó chị sẽ phải lôi em đến trường quay của Money Talk để cho tất cả khán giả nhìn thấy rằng là hoa hậu của chúng ta vì sao lại trở thành một cái tượng đài trong giới trẻ để các bạn nhìn theo. Mà không chỉ đơn thuần là... chị ơi, tuyệt vời, em cảm ơn chị. Chị mới em hỏi 3 chữ cái cho anh chưa có 3 chữ cái. Thúy ơi, mọi người đang đòi hỏi em nhiều quá. Trong tai của chị nào là bảo Thúy hỏi thêm câu nữa đi rồi cho Thúy xin 3 chữ cái. Chị chỉ xin Thúy... VFM đấy, mua VFM của DC đi bạn. Thực ra là VFM không tài trợ chương trình này. Rất là cảm ơn Thúy với những câu hỏi vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chương trình tiếp theo. Cảm ơn Thúy nhá. Tạm biệt em. Bye bye chị. Em chào anh Tuấn, chào chị Tuệ Lâm. Bye bye. Ô, có bạn Phạm Các Nam, bạn nói là VTV phải mời A7 về phổ cập kiến thức cho các chuyên gia. Rồi định giá cao, nói chung là rất nhiều các câu hỏi. Bây giờ thì có lẽ là một câu hỏi truyền thống của chương trình ạ. Vâng, anh Tuấn và em Tuệ Lâm sẵn sàng đúng không ạ? Câu hỏi là danh mục mới nhất mà anh Tuấn và Tuệ Lâm đầu tư là gì? Và trong ngành nào? Thực ra thì đây là sở trường của anh Tuấn nên em sẽ nhờ anh Tuấn trước. Rồi. Có lẽ các bạn biết không, trong đầu tư đôi lúc cần cái sự cô đơn và cần cái lòng can đảm, dám đối đầu với lại những cái gì đó nó đi ngược lại với lại thời gian hiện tại. Thì bởi vì đầu tư khi mà chúng ta theo xu hướng đám đông thì chắc chắn bạn có thể mua một cái giá cao và có thể bạn có thể bán được một cái giá cao hơn, rất cao. Hoặc bạn bán giá cực rẻ bởi vì bạn là người cuối cùng rời cái tàu đám đông đó. Do đó trong đầu tư á, các bạn đừng ngạc nhiên khi có một vài cái ngành nó đang rất là bị hắt hủi và ghét bỏ. Thì cá nhân và bên Tuấn thì Tuấn cho là ngành ngân hàng có lẽ là cái ngành đang được ghét bỏ trong 4 năm tháng vừa qua là cái ngành mà chúng ta nên suy nghĩ cho tương lai. Đó, thì nếu như các bạn hỏi Tuấn cũng như tập đoàn Dragon Capital VFM đang nhìn như thế nào trong thị trường trong quý 1 và quý 2 năm 2022 thì Tuấn nói là có lẽ cái ngành ngân hàng là cái ngành mà Tuấn đang quan tâm. Nói chung là cái khoảng cách giữa banh xác và banh nóc nó cũng rất là mong manh. Rất mong manh. Chúng ta sẽ để xem thời gian chúng ta như thế nào. Nên vào những cái gì mà người ta đang ghét bỏ nhất thì có lẽ đó là cái cơ hội, bởi vì rất nhiều chúng ta không phải cạnh tranh với ai cả. Chúng ta một mình vô và chúng ta, các bạn nếu mà nhớ cái thời kỳ IPO của 2018 á, các bạn nhớ thời kỳ đó đấu giá chúng 3 ngày sau, 4 ngày sau là có lời rồi. Thậm chí tuần sau bán có lời rồi. Nhưng mà sau 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng thì chuyện gì xảy ra? Bao nhiêu cái IPO các bạn có thể kiếm được tiền? Cảm ơn anh. Vậy thì một chữ cái duy nhất, bank. Bởi vì sao? Có nhiều cái khác nhưng mà bank bởi vì nó lớn. Thì lớn nó thẳng ra là đi tiền lớn được các bạn. Các bạn không thể nào mua một cái mạ mà nó đâu đó 100, 200, 300 triệu đô được. Bởi 200-300 triệu đô bên Tuấn mà mua một cái thôi là 10% công ty. Còn bank là một cái ngành cực kỳ lớn. Nó chiếm 30-mấy% thị trường. Thì đâu đó hơn 100 tỷ đô. Thì bên Tuấn với cái khoản tài sản là 6-7 tỷ đô như vậy. Thì bắt buộc những cái danh mục đầu tư
Mình tái cơ cấu là phải nhìn vào những cái cổ phiếu mà nó có thanh khoản cao. Uh-huh. Đồng thời là giá trị cao. Yeah. Vậy Lâm thì sao? Chúng ta nói rất ngắn gọn. Em thì đang giữ chứng khoán. Ồ. Ngành mới nhất em chuẩn bị đầu tư hoặc đã đầu tư là chứng khoán. Gì? Là chứng khoán. Cụ thể là ngành gì? Tức là cái mã chứng khoán ấy, tức là em đầu tư vào các công ty chứng khoán. Em đầu tư vào các công ty chứng khoán, tức là ngành tài chính. Có thể coi là như vậy. Thực ra với cái lượng theo dõi chương trình ngày hôm nay thì em tin rằng là cái thị trường chứng khoán nhà mình còn rất là nhiều room cho những năm tiếp theo. Nhưng mà Trinh à, nói vậy không nghĩa là Tuấn ghét bỏ ngành bất động sản, ghét bỏ ngành chứng khoán nha. Không, em đang nói là anh không cần phải đề phòng với em như thế. Một câu hỏi rất ngắn gọn cho Tuệ Lâm trước khi vào phần tiếp theo của chương trình. Bí kíp độc quyền của Tuệ Lâm để săn được một dự án tốt là ở chi tiết nào? Có phải câu này mình vừa được hỏi rồi không nhỉ? Em nhớ rồi. Em nói là founder. Dạ. Nhưng mà chị đang muốn hỏi từ độc quyền. Bởi vì founder cũng là sự lựa chọn của rất nhiều người. Chị đang muốn hỏi về một sự lựa chọn mà bản thân em cảm thấy rằng chỉ có em mới nhìn ra được điều đấy thôi. Em nghĩ là quay trở lại số 1 mà em đã từng nói lúc ban đầu. Có rất là nhiều, đặc biệt là trong cái giới startup, có rất là nhiều những founder họ đủ tốt nhưng họ không làm cái mà có thể trở thành số 1 trong tương lai. Và với startup nếu mà không thể trở thành số 1 trong tương lai thì thực sự rất là khó. Yeah. Thì đấy là cái câu trả lời của em. Có bạn Đinh Thiện vừa nói là em vừa mua ngân hàng tuần này nhưng lỗ tè le, anh Tuấn có cái gì để trấn an em không này? Câu trả lời của mình cho bạn là đôi lúc đi tiền, cái kỹ thuật trong đầu tư đi tiền quan trọng lắm. Các bạn mà đi một cú all in thì các bạn mà rớt thêm 5% là các bạn chịu không nổi đâu. Các bạn sẽ chán. Và đặc biệt cái tâm lý ganh tị, ghen tức trong đầu tư cực cao các bạn. Khi mà cả thị trường đi lên thì có một mình ngậm ngùi. Chính xác. Khi mà cả thị trường đi xuống, cổ phiếu đi xuống theo thì mình cảm thấy rất bình thường. Và khi thị trường đi xuống, thị trường đi lên, cổ phiếu người bạn cầm đi lên và cổ phiếu mình đi xuống, tâm trạng nó cực kỳ khó chịu. Nhưng mà bây giờ nó sẽ đến một cái dạng tâm trạng kiểu khác đây. Đó chính là phần thử thách dành cho Tuệ Lâm. Thực ra thì nói thử thách thì không hẳn. Money Talk không phải là chương trình mời các khách mời đến và để trả lời những cái interview và những cái phỏng vấn, mà thực sự muốn trở thành một cái cầu nối để mà có thể đem đến cái cơ hội cho cả khách mời và cho cả những bạn trẻ, đặc biệt là những bạn thế hệ Gen Z, quan tâm đến câu chuyện đầu tư, quan tâm đến câu chuyện kiếm tiền và sinh lời. Và hình như được biết là Tuệ Lâm là người có một cái chiêu unique của em, đấy là elevator pitch. Tức là bạn ấy có thể pitching với tốc độ thang máy, hình như đâu đấy là 27 hay là 30 giây gì đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thử thách chốt deal để xem là với một quãng thời gian cực kỳ ngắn, Tuệ Lâm có thể thuyết phục được anh Tuấn cùng John cái deal của mình như thế nào. Và hình như có một cái chuông. Hình như là ban biên tập có lẽ phải đưa cho mình xin cái chuông. Và chị sẽ chỉ có 4 phút mà thôi. Khi nào chị ấn chuông thì tức là thời gian đã hết. Dạ. Em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi đúng không? Dạ. Mình có hình cắt không ở ban biên tập ơi? Ok. Vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu. Cho mình xin cái chuông. Phải tập trung à? Dạ, phải rất là tập trung. Thông cảm nha các bạn. Tại vì cái này nó online á, cho nên là mình càng reaction, live reaction thì càng tốt. 3 2, 1. Vừa rồi thì trong phần giới thiệu thì em cũng thấy rằng anh Tuấn là người mà không bao giờ nói không với những thứ mới. Nên là em quyết định là đem đến một cái ý tưởng mà nó không biết là có mới không, nhưng chắc chắn không cũ. Đấy là em muốn mời Dragon Capital sẽ trở thành nhà đầu tư chiến lược của Next Chance vào cái vòng fundraise thứ 3 này của quỹ em, phần vào tháng 3 năm tới. Thì không biết là anh nghĩ sao về cái idea này? Thứ nhất là anh chưa biết rõ Next Chance. Tại vì dự án của Next Chance nên câu hỏi nó hơi khó cho anh trả lời. Anh có thể hình dung ra rằng là Next Chance là một quỹ đầu tư mà tập trung vào các công ty startup ở giai đoạn còn rất là sớm. Và chắc là em nghĩ rằng là con số thì không biết nói dối đâu, nên em sẽ tập trung vào nói về số liệu thôi. Đấy là Next Chance sẽ đầu tư 15 năm nay. Và trong số 80 công ty Next Chance đầu tư ở Global thì có 4 công ty đã IPO với định giá công ty lớn nhất là lên 3,2 tỷ đô. Và đến thời điểm hiện tại Next Chance vẫn chưa thoái vốn ở công ty đó. Và chúng em đi với công ty từ lúc giá trị còn rất là thấp, từ lúc mà là startup. Thì cái chiến lược đầu tư của Next Chance là hướng tới những công ty mà có thể phát triển bền vững sau này, hướng tới cái số 1 mà em nói á. Thì với cái triết lý đầu tư như vậy, em thấy rằng có rất là nhiều điểm tương đồng với cả Dragon Capital. Thì cũng rất là muốn đưa ra một cái lời đề xuất rằng là xem Dragon và Next Chance có thể trở thành đối tác với nhau hay không. Đối tác thì chắc chắn, bởi vì Dragon bây giờ đang cũng có những cái ý tưởng đầu tư về startup cũng như là venture, cũng như cái new economy.
Thì chắc chắn là có lẽ là sau cái cuộc họp này, cũng cảm ơn Trinh và giới thiệu Tự Lâm, thì có lẽ là nhóm làm việc của Dragon Capital cũng sẽ liên lạc với Tự Lâm để mà coi thử coi là trong tương lai chúng ta có thể là đối tác nhau những khoản nào. Sure, em thì em đang đề xuất một cái ý tưởng rất là specific, đấy là mình sẽ trở thành shareholder của quỹ. Cái shareholder, cái này hơi phức tạp trong một cái chương trình truyền hình. Sure. Bởi vì cái shareholder structure của mình, tụi anh sẽ hỏi thêm những câu hỏi như shareholder structure của Tự Lâm là gì? Dạ. P&L, kế hoạch raise vốn và mối quan hệ ABCD. Anh không muốn bo khán giả, không muốn làm khán giả bây giờ cảm thấy chán. Thôi. Có thể coi rằng là em đã gain được một cái interest từ anh không ạ? Anh nghĩ là với một người phụ nữ 26, 27 tuổi top của Forbes top dưới 30 đúng không ạ, Tự Lâm? Dạ. Và lead của một cái fund, thì em nghĩ cái mà Tự Lâm nói với anh chắc chắn là anh có interest, bởi vì cái credibility của Tự Lâm đã chứng minh rồi. Dạ, cảm ơn anh. Chắc là em chỉ cần từng đấy thời gian thôi ạ. Như vậy là deal có được chốt không anh? Ngọc Trinh à, chốt cái deal không bao giờ chốt ngay lập tức được cả. Dạ. Và chốt cái deal đôi lúc nó qua một rất là nhiều cái thủ tục khác nhau. Nên chi phải nói là về mặt interest là chúng ta chốt deal. Yep. Vậy thì chúng ta sẽ chứng kiến một cái bắt tay giữa anh Tuấn và Tự Lâm. Đúng không ạ? Bắt tay. Cảm ơn anh. Vâng. Rõ ràng là để tạo ra một cái cơ hội và một cái cầu nối là điều mà truyền thông nên làm. Bởi vì thực ra chúng ta có thể tìm kiếm tất cả các cơ hội trong tất cả các tình huống và những người bạn đến với mình. Quan trọng nhất là chúng ta định giá cái giá trị của họ như thế nào. Và đặc biệt nữa là chúng ta có thể biết được rằng là đâu sẽ là người đem đến cơ hội cho mình và đâu sẽ là cơ hội để giúp cho mình sinh lời nhiều nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ATM Gift với một vị khách mời thứ ba. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một bạn trẻ, có thể nói là đại diện của thế hệ Gen Z. Bạn trẻ này đã tự tạo ra một cái clip, và cái clip này sẽ cho chúng ta biết rằng đây là ai. Các bạn đã sẵn sàng clip chưa ạ? Vâng, các vị khách mời cũng như các bạn xem. It goes on and on and on. Start to dance and I'm singing like oh, I want something just like this. Might be over now, but I feel it still. But I always said I feel it, duh. Vâng, đó là một vị khách mời rất là đặc biệt của Money Talk, một bạn trẻ thế hệ Gen Z. Tôi có ba gạch đầu dòng để nói về bạn ý. Thứ nhất, bạn là sinh viên của VinUni và chắc chắn là bạn ấy đã nhận được học bổng toàn phần 100% từ ngôi trường này. Thứ hai là trước đó bạn ấy đã chinh phục 7 trường đại học Mỹ với giá trị 234.000 đô la. Và thứ ba, bạn ấy đang là sinh viên năm nhất và là người rất yêu mến chứng khoán cũng như lĩnh vực tài chính. Xin được cảm ơn em Hùng đã tham gia Money Talk. Ủa, em không nói giọng miền Bắc. À, không, em là người Sài Gòn ạ. Em ra Hà Nội để học tại trường VinUni. Vì sao? Em thấy VinUni là một môi trường rất là hay và là một nơi để có thể em phát triển về cái ngành tài chính của em. Hôm nay đến với ATM Gift, tức là bạn Hùng sẽ là người được nhận một món quà và bạn ấy sẽ trao đi một món quà trong chương trình ngày hôm nay. Em có thể nói cho mọi người biết em đang muốn nhận được điều gì trong ngày hôm nay từ Money Talk? Thì em thấy đa số mọi người khi mà cái số trước thì có một anh lên đây nói về muốn nhận được kinh nghiệm và muốn nhận được cái insight đến từ hai vị guest speaker. Nhưng mà hiện tại thì em đang muốốn nhận hơn thế nữa. Em đang muốn propose về một cái dự án startup, về cái mảng một cái platform về tài chính. Và hiện tại em đang muốn tìm một cái partner để có thể đồng hành cùng em trong cái dự án này. Và em mong rằng sau cái buổi ngày hôm nay em có thể đồng hành, một là cùng anh Tuấn, hai là cùng chị Tự Lâm để có thể thành công trong cái startup này của em. Anh hỏi em không muốn cái rương tiền này à? À không, em không thích tiền. Oh, okay. Thật ra thì bạn ấy chẳng cần gì ngoài kinh nghiệm. Chứ còn tiền với bạn ấy thì lại không phải thứ quan trọng nhất. Thế cái chữ ở trên áo em đang nói về điều gì vậy? Đây là một cái áo. Em cũng không biết cái chữ này nói về điều gì. Bởi vì đây là một cái áo em mua được săn sale ở trên Shopee ạ. Thì em thấy là
cái áo này là một cái, nghĩa nó là một cái chữ tiếng Pháp hay là gì đấy. Nhưng mà cái áo này cũng mang lại rất là nhiều kỷ niệm cho em. Thì đây là khi mà em mặc cái áo này cũng là lúc mà em nhận được cái học bổng 100% đến từ trường Vien Uni. Thì đây là một cái áo may mắn của em, thì em mang đến trường quay ngày hôm nay để cũng như nhận được cái lời đề nghị hợp tác đến từ hai cái speaker ngày hôm nay. Tức là đôi khi cái sự may mắn đến từ những dòng chữ mà mình cũng không biết nó là cái gì. Bây giờ như thế này, deal như sau. Chắc chắn là anh Tuấn và chị Tuệ Lâm sẽ phải đồng ý để support em. Và họ đồng ý bằng cách là họ share experience hoặc họ share về tài chính, đó là quyền của họ. Và bây giờ em sẽ là người đặt ra những câu hỏi cực kỳ nhanh để em lựa chọn xem anh Tuấn và chị Tuệ Lâm ai là người phù hợp với cái ước mơ và giấc mộng của em, và để support em, để cái giấc mộng của em trở thành hiện thực. Nhưng mà trước tiên em phải nói rất nhanh về cái ý tưởng của em để cho hai anh chị lắng nghe đã. Và sau đó em đặt ra câu hỏi để hai anh chị trả lời, và em sẽ tìm ra cái người nào mà thực sự là người sẽ giúp em. Bắt đầu nhá. Em sẽ được chấp nhận thử thách này ạ. Dạ. Bây giờ chúng ta có 2 phút. Xin chào tất cả mọi người. Thì cái platform em đang muốn hướng dẫn đó chính là Mantis. Thì Mantis là một cái platform về tài chính và là muốn giáo dục cho những cái nhà đầu tư trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, về cách nào để có thể hiểu rõ hơn về thị trường tài chính Việt Nam nói chung và thị trường tài chính thế giới. Và em đang muốn nhắm tới cái việc đó chính là giúp các những nhà đầu tư Gen Z này có thể tự do về mặt tài chính. Thì sau khi là một cái nhà đầu tư chứng khoán trong vòng 6 tháng, một F0, thì em nhận ra đó là rất là nhiều bất chắc khi mà tham gia vào thị trường tài chính. Đó chính là có quá là nhiều cái rủi ro và có quá là nhiều cái obstacle mà các nhà đầu tư F0 phải vượt qua. Nhưng mà cái vấn đề là họ phải vượt qua một cách một mình và không có ai đồng hành cùng. Thì cái Mantis là một cái platform về tài chính để có thể kết nối những cái nhà đầu tư kỳ cựu và những cái nhà đầu tư F0 lại với nhau. Và đây sẽ là một cái platform để có thể mọi người có thể san sẻ kinh nghiệm về đầu tư, san sẻ những cái kiến thức về đầu tư. Thì cái platform của em sẽ dựa trên 3 nguyên tắc chính. Thứ nhất là tụi em sẽ tạo ra một cái trang thông tin để cho mọi người có thể nhìn vào những cái trang thông tin đó, họ sẽ có thể lấy được những cái data, những cái thông tin và những cái bài báo về tài chính và kinh tế. Cái thứ hai đó chính là tụi em đang muốn xây dựng một cái thư viện. Ở cái thư viện này có những cái gì? Đó chính là nó sẽ định nghĩa những cái terminology, những cái từ ở trong thị trường tài chính như là PE là gì, EPS là gì, giúp cho những cái nhà đầu tư F0 có thể hiểu rõ hơn về được thị trường tài chính. Và ngoài ra, Mantis còn nhắm tới việc có thể tổ chức những cái khóa học đầu tư chuyên sâu và những cái đầu tư cơ bản về thị trường tài chính. Và ngoài ra, em đang muốn hướng tới việc mở một cái forum để cho mọi người... 2 phút. Thời gian đã hết. Bây giờ anh Tuấn và Tuệ Lâm có cảm thấy rằng là cái năng lực và khả năng của anh chị phù hợp với cả cái giấc mơ của bạn Hùng không? Thực ra mà nói thì cái có lẽ là cái ý tưởng của em cũng như cái thứ em đang muốn làm nó khá là gần với những thứ mà chị đang làm hàng ngày, chị hỗ trợ các staff và các founder. Thế tuy nhiên là bởi vì em cũng chưa có cơ hội được trình bày hết nên là chị cũng chưa hiểu sâu lắm về sau cùng thì nhà đầu tư, chị là vai trò của một nhà đầu tư thì chị cũng sẽ phải có những nguyên tắc để chị đưa ra quyết định. Thì bước đầu là yes đúng không? Yes, có thể coi là bước như đầu vậy. Bước đầu là yes. Anh Tuấn thì sao? Thực sự cái mà Hùng muốn làm là cái bên Dragon Capital cực kỳ muốn làm cho cái đất nước Việt Nam này. Lý do là chúng ta Tuấn rất đau lòng khi chúng ta thấy là những cái người ở những cái vùng thành phố hoặc nông thôn bị lừa bởi những cái chuyện rất là dạng đơn về cái chuyện tài chính. Tài chính đó là 101 mà mình bị lừa. Thì cái mà Hùng cập nhật không phải chuyện đầu tư chứng khoán không nữa, mà chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều nhà, nhất nhiều gia đình khỏi tránh khỏi cạnh nhà tan cửa nát bởi vì những cái cú lừa đó. Yeah. Thì anh, cá nhân anh, có lẽ theo theo cái tiêu chí của tổ chức bên anh thì bên anh rất muốn vấn đề này, rất muốn support vấn đề này. Thì có một cái vấn đề mà em muốn nói về cái platform của em, đó chính là em đang muốn đánh sâu vào những cái khóa học mà có thể gọi là đào tạo một cái tâm lý chắc chắn cho những cái nhà đầu tư. Bởi vì em thấy rằng có một cái nguyên tắc, một cái vấn đề cốt lõi về những cái nhà đầu tư F0 hiện nay á, đó chính là họ chưa có một cái tâm lý vững vàng. Họ bị chi phối về cái mặt cảm xúc quá là nhiều đi. Họ sợ cái cảm giác mất tiền hơn là cái cảm giác kiếm được tiền. Và vì thế họ hay chạy theo đám đông, là gọi là FOMO, cái fear of missing out. Hoặc là khi mà cái cổ phiếu của họ, cái portfolio họ xuống sâu quá, họ không biết tại sao mà nó rớt sâu như vậy, họ sẽ dẫn tới những cái việc như là panic sell. Họ bán đi một cách rất là nhanh chóng mặc dù không biết được tại sao cổ phiếu của mình xuống. Thì em đang muốn kiểu như là giúp cho họ có thêm nhiều kiến thức và giúp cho họ suy nghĩ một cách gọi là logical nhất, một cách rational nhất về cái tâm lý đầu tư để cho họ không thể bị mất tiền một cách vô lý nữa. Tức là cái mà Hùng muốn đem đến đó chính là em sẽ tạo được ra một cái platform để người ta có thể định giá được cái thông tin, đúng không? Vì thông tin nhiều khi nó cũng giống như thức ăn á. Mình ăn vào người
Và cuối cùng thì mình sẽ đưa ra quyết định, và quan trọng cái quyết định đó nó toxic hay là nó thực sự healthy thì nó liên quan đến cái thông tin. Vậy thì câu trả lời của anh Tuấn là yes và câu trả lời của Tuệ Lâm là yes khi mà mình nghe khởi đầu về cái ý tưởng này. Còn quan trọng là từ yes mà đến việc hành động thì nó còn là cả một cái quá trình, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì bây giờ em sẽ rất nhanh đặt 3 câu hỏi cho hai vị khách mời của chị để tìm xem ai sẽ là người đồng hành phù hợp cho cái dự án của em, đặc biệt là cái dự án dành cho các bạn trẻ thế hệ Gen Z. Trước khi Hùng đặt câu hỏi cho anh nói một chút á. Dạ vâng. Bây giờ là Hùng có quyền chọn anh và Tuệ Lâm, nhưng đúng mà chút xíu Hùng chọn xong anh có quyền chọn Hùng lại đó, câu hỏi dạng đơn chút nha. Dạ vâng, ok ạ. Ok. Thì câu hỏi đầu tiên đó chính là em đang hướng cái Mantis, cái platform tài chính này là một cái tổ chức phi lợi nhuận. Thì hai nhà guest speaker, hai guru ở đây có willing, có sẵn lòng để dạy và đào tạo miễn phí cho những nhà đầu tư Gen Z hay không? Bên anh không nhận tham gia kế hoạch, không nhận tham gia dạy miễn phí, mà bên anh thậm chí có thể tài trợ tiền để lan tỏa cái message, lan tỏa cái thông điệp về tài chính tới từng ngóc ngách của Việt Nam. Đó là cái tham vọng của bên anh. Bởi vì cái đó đối với anh là một trong những cái tiêu chí cực kỳ quan trọng để cho Việt Nam chúng ta phát triển. Với Nick Chance cũng như là với chị thì cái việc mà có lợi nhuận hay không lợi nhuận nó không phải là vấn đề. Nhưng cái platform của em nó có sustainable được không? Trong vòng 3 đến 5 năm nữa khi mà người ta nói đến một cái platform về đào tạo cho F0 chẳng hạn, người ta ngay lập tức người ta nghĩ đến Mantis. Đấy là cái yếu tố sống còn. Bởi vì là làm một cái platform thì nó không khó, nhưng làm thế nào để cái platform nó sống được trong vòng 3 đến 5 năm nữa thì là cái yếu tố mà rất là quan trọng. Thì chị nghĩ rằng là trong cái quá trình chị đi gặp rất là nhiều công ty, chị cũng đã gặp những cái idea tương tự như là em, và có thể là chị cũng sẽ đâu đó là sẽ giúp cho cái dự án của em có được những cái hướng tiếp cận nó rất là practical. Vâng, em cảm ơn lời trả lời của anh chị. Câu hỏi thứ hai em. Câu hỏi thứ hai đó chính là giả sử như cái platform startup của em không cần vốn, thì anh chị và quỹ của anh chị có những cái ưu điểm nào, như những cái hỗ trợ về mặt đối tác, những cái kinh nghiệm nào có thể hỗ trợ được cái startup của em? Có một vấn đề chị luôn luôn rất là đặt lên hàng đầu đối với bất kỳ một founder nào chị gặp, kể cả không quan niệm là em là trẻ hay là già, đúng không? Thì cái người mà làm cái dự án đấy phải là cái người hiểu rõ nhất những thứ mà mình muốn. Về mặt nhà đầu tư, ở một cái phương diện nào đó có thể hỗ trợ về nguồn lực, nguồn vốn, có thể hỗ trợ về mặt network. Nhưng mà cái thứ em muốn làm, em muốn chinh phục nó là cái gì ấy, là cái mà em phải rõ nhất. Và cái đấy thì nhà đầu tư không giúp em được đâu. Cái đấy là cái mà chị sẽ khẳng định từ lúc ban đầu. Còn trong cái quá trình mà mình làm, em muốn có thể kết nối với các partner ở Hàn Quốc chẳng hạn, thì Next Chance là quỹ Hàn mà, chị có thể giúp điều đấy. Em muốn sang Mỹ, có thể là chị cũng sẽ giúp em được điều đấy, vì chị cũng đang phụ trách thị trường ở Mỹ. Đó. Vậy thì câu trả lời của em là? Vậy thì câu trả lời đơn giản là cái việc mà em muốn cái gì em phải rõ nhất, còn sau đó thì chị có thể hỗ trợ được em cái điều đó. Vậy là yes đúng không? Câu hỏi của em là có thể hỗ trợ điều gì đúng không? Dạ đúng rồi, có những ưu điểm nào mà có thể hỗ trợ được cái startup của em? Thì chị đang muốn nói rằng là những cái ưu điểm, những cái thứ em muốn á, em phải state ra. Dạ vâng. Yep. Câu hỏi thứ ba em. Anh Tuấn. Vậy nè Hùng à, bên anh có thể giúp Hùng gì này? Hùng mà làm trên internet không á, nó khó đi lan rộng cho tới tất cả các tỉnh thành và các vùng nông thôn lắm. Thì chúng ta phải dựa vào cái sức của lực lượng thanh niên xung phong cũng như là hội sinh viên Việt Nam. Thì những cái connection đó là đôi lúc chúng ta phải cần gõ cửa được, thì anh đoán là bên anh giúp được. Cũng như là các viện nghiên cứu, cũng như là cái giáo trình, đôi lúc Hùng mà đứng lên nói cho các nông dân họ nghe họ không tin đâu. Chúng ta phải có, ví dụ như VTV Ngọc Trinh nói này, thì họ đó là một cái stem của chính phủ. Thì dựng những cái viện nghiên cứu trường đại học là cái stem của chất lượng. Thì những cái đó là chúng ta cần, đừng đánh giá thấp cái đó Hùng à. Cái đó là chúng ta cần, và chúng ta phải đánh vào cái tâm lý là họ tin cái đó thì cái message mình mới gửi được tới họ. Thì bên anh giúp được cái thì đó. Hai câu yes đúng không? Cái yes nó là khác, đang góp ý lại cho Hùng thôi. Còn cái yes là cái dự án của Hùng có lẽ có nhiều cái anh thấy thực sự mà nói là nó đang replicate, nó đang giống như những cái mà anh đã thấy trên thị trường một vài thứ rồi đó. Hùng chỉ là lập lại thành một cái thư viện mà Hùng gọt cái này qua, cái kia qua, trộn lại thành cái của Hùng. Không có gì sai chuyện đó cả. Thật ra thì như thế này là em đặt câu hỏi để em nhìn xem là ai sẽ là cái người phù hợp để đồng hành với dự án của em. Thì thực ra chương trình thì đang có rõ ràng là hai vị khách mời đi, nhưng bây giờ lại có xuất hiện thêm một vị khách mời thứ ba
mà đây không phải là khách mời mà chính xác là một vị khán giả, cũng là một guru. Ừ. Anh ấy có nói là nếu hai guru của chương trình đang cần phải tuân thủ các quy trình của các quỹ để quyết định đầu tư dự án của Hùng, thì tôi mong muốn được chọn là đối tác của Hùng trong dự án này với danh nghĩa cá nhân. Đây là anh Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch của công ty chứng khoán SSI. Cảm ơn anh Hưng. Yeah. Vậy thì quan trọng ở đây là sự lựa chọn của em. Yeah. Và điều gì sắp tới, đó sẽ là một bữa trưa Money Talk sẽ tạo ra để em có thể được ngồi với người mà em lựa chọn, người mà em nghĩ rằng có thể đồng hành và biến cái ước mơ của em thành hiện thực, là tạo ra một cái hub information dành cho các bạn trẻ Gen Z có thể tìm kiếm những cái thông tin mà healthy nhất, untoxic, để các bạn đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất trong cái việc đầu tư tài chính của mình. Em chọn ai giữa anh Tuấn, chị Tuệ Lâm hay là một khán giả đang theo dõi chương trình, cụ thể là anh Nguyễn Duy Hưng là chủ tịch công ty chứng khoán SSI? Thực chất thì... Chị đếm từ 3 đến 1 nha, chọn nhanh. 3. Dạ, em xin được phép chọn anh Tuấn ạ. Vì sao? Thứ nhất là những cái đề xuất mà anh Tuấn đưa ra, thực chất nó là một cái path rất là rõ ràng và nó đang hiện, nó đang đi chung đường lối với lại là cái startup hiện tại em đang muốn build ở Việt Nam. Và như anh Tuấn vừa mới nói, đó chính là cái việc mà mình phải đưa cái thông tin tài chính của mình cho những cái người dân ở nông thôn và những cái người dân ở ngoài mà không thể kết nối được với internet là một điều hoàn toàn lý phải. Và thực chất đó là một cái mà em cũng đang thực sự muốn làm ở trong cái forum mà em đang discuss, đó chính là em muốn tạo ra những cái event, những cái event đặc biệt nó phải offline. Đó, offline bởi vì sao? Để bởi vì khi offline thì người ta có thể tiếp xúc được, người họ có thể nhìn nhận được cái cảm xúc của những cái người guest speaker này họ như thế nào. Okay. Và khi mà offline thì nó sẽ tạo ra một cái sự đáng tin cậy hơn. Chị đồng ý. Và chắc chắn là dự án của em chị sẽ còn để cho mọi người follow, bởi vì thực ra là chị không bao giờ đặt ra những cái deal vào để đó, mà chị sẽ phải follow xem là tất cả những cái deal trong Money Talk nó đi đến đâu. Nhưng mà... Và quan trọng là anh Tuấn và Hùng đã gặp được nhau. Quan trọng hơn nữa là Hùng chọn thì anh thấy sai. Vì sao? Không biết tại sao sai không? Tại sao sai? Bởi vì dự án này Hùng nói là phi lợi nhuận, thì không có lý do gì Hùng chọn mình anh cả. Hùng phải chọn cả anh Hưng và cả Tuệ Lâm luôn. Bởi vì dự án này là chúng ta đang đóng góp, chung tay để đóng góp cho cái cộng đồng, cho nước này. Thì không có lý do chọn anh cả. Anh có lợi thế em Tuệ Lâm bởi vì cái vấn đề này anh đã suy nghĩ 3 năm rồi. Vậy thì chị nghĩ là chị sẽ có một sự lựa chọn cuối cùng cho Hùng. Đó là chị sẽ giúp em chọn cả ba. Và kể cả có cả chị nữa. Là em sẽ có cả 4. Xác. Và tất cả mọi người sẽ cùng đồng hành với em để tạo ra được một cái hub nơi mà tất cả những bạn bè của em và những người bạn bè của bạn bè em có thể join và có thể có được những cái thông tin mà tốt nhất cho cái quyết định của họ về vấn đề tài chính. Vậy thì chúng ta sẽ phải có một bữa trưa đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải có một bữa trưa với nhau để mà ngồi nghe rất rõ về cái plan của Hùng và tất cả mọi người. Bữa trưa đang sức chết anh Hưng và trả tiền nha. anh Hưng có sẵn sàng trả tiền không anh? Thật ra thì ok thì em đưa hai cái chibi lên để chứng minh confirm đi, khổ quá, ban biên tập cứ bắt chị phải dơ ra, chị mệt quá cơ. Ok fine, vậy thì chúng ta sẽ có một bữa trưa và chị sẽ là người set up cái bữa trưa đó để em sẽ gặp anh Tuấn thì cũng không ở Hà Nội lâu, nhưng em có thể gặp chị Tuệ Lâm để chị Tuệ Lâm support, và chị sẽ là người đưa em đến để gặp anh Nguyễn Duy Hưng. Vì anh Nguyễn Duy Hưng là một người rất có tâm huyết với những người trẻ, đặc biệt là những dự án trẻ, và tất cả mọi người sẽ đồng hành với em trong dự án này. Em đồng ý không? Rất là cảm ơn mọi người, và chúng ta đã trải qua một tiếng đồng hồ với nhau cùng với hàng nghìn khán giả đang đặt câu hỏi cho Money Talk. Rất là cảm ơn mọi người. Buổi trưa ngày hôm nay là tôi có ăn trưa với một người bạn hơn 10 năm. Anh ấy có nói cho tôi một câu, không, anh ấy đã có được một câu nói rất quan trọng đưa cho tôi, đó là nếu cần tìm một ai đó khiến cho bạn giàu lên thì không cần phải nhìn đâu cả, hãy nhìn vào trong gương. Chính quý vị sẽ là người giúp cho tài chính của quý vị, túi khôn của quý vị sẽ thịnh vượng hơn ai hết. Vì thế, hãy lựa chọn tỉnh táo trước những thông tin, và quan trọng nhất, hãy đồng hành với những nơi nào có những nguồn thông tin thực sự tốt, thực sự quý báu và thực sự healthy cho túi tiền của quý vị. Money Talk xin kính chào và xin hẹn gặp lại.